là cô bác quý anh chị rất là rùng rợn khi mà xem một cái đoạn clip này. Đó là các cây đinh được đóng thẳng vào bánh xương bánh chè, các khớp bàn chân, và thậm chí là đóng thẳng trên đầu khi nạn nhân, và các phần tay cho đến nạn nhân đến chết thôi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là trại trạm giam Phú Quốc, một nơi người ta mệnh danh là địa ngục của Trần gian. Trong thời kỳ chiến tranh thì nơi này trở thành một trong những cái trại tập trung trạm giam của các tù binh. Và để hiểu tại sao nơi này được mệnh danh là địa ngục của Trần gian thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào thăm nhà tù, một trong những cái nhà tù rất là nổi tiếng nha. Theo ước tính thì diện tích của nhà tù này khoảng 40 hecta, có nghĩa là khoảng 400 công, và các phạm nhân phải bị tạm giam ở trong những cái phòng ở trong kia. Và nếu như mà các phạm nhân mà muốn vượt ngục thì phải đi qua ba cái lớp hàng rào như thế này, cô bác anh chị. Các tù binh đó với số lượng hơn hàng chục ngàn tạm giam ở trong đây, và người ta tra tấn một cách rất là dã man, như là đóng đinh vào họng, là nhổ răng hoặc là rút móng tay. Thì bây giờ chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ vào bên trong rồi cô bác anh chị. Ở đây thì mọi người có thể thấy là người ta sẽ mô phỏng lại gồm có chó săn nè, rồi các binh lính á, và tất cả các hàng kẽm gai. Tầm cao của các hàng kẽm này thì nó tầm khoảng là 4 đến 5 mét. Và ở đây nè cô bác anh chị có thể thấy xa xa trên kia kìa, có những cái tên lính á canh. Thì lý do là chọn cái nơi nhà tù đặt ở Phú Quốc như thế này đó, thì khi mà các tù nhân mà muốn vượt được khỏi cái nhà tù này thì không thể nào vào trong đất liền được. Đây, đếm cho cô bác quý anh chị thấy ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có nghĩa là 8 lớp kẽm gai như thế này, và độ dày của nó thì nó khoảng gần 6 đến 7 mét gì đó. Và mỗi một ô như thế là 1 mét, cô bác quý anh chị thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khoảng 8, 9 mét. Và nếu như mà những cái người tù nhân ở trong đây á muốn vượt ngục ra ngoài là một điều coi như là rất là khó khăn, và có thể nói là không thể nào vượt ra ngoài được, mà vào đất liền được là một trong những cái người phải nói là việc phi thường luôn. Là hình ảnh một cái con chó săn, ở trong kia là một tên lính canh gác, và kể cả trên kia luôn kìa, cô bác anh chị thấy không? Canh gác khắp nơi. Và đây là những cái lớp kẽm gai, xen kẽ những cái lớp kẽm gai hình tròn như thế này á, là những cái lớp kẽm gai đứng như thế này, có nghĩa là leo lên đây được thì không thể nào bước xuống đây được đó. Và có cả trên đó luôn kìa. Nên vượt ngục khỏi nhà tù Phú Quốc là một điều coi như là không thể nào. Và khi mà người ta vượt ngục á thì thà vượt ngục ra ngoài chết còn hơn ở trong này bị tra tấn rất là dã man. Ở đây được mệnh danh là những cái chuồng cột này, các bác quý anh chị. Cái tù nhân á thì được bề ngang thì nó khoảng chừng nửa mét thôi, mỗi một tù nhân nửa mét thôi, và không thể nào mà ngồi thẳng lưng lên được. Chiều dài thì khoảng chừng 1m7, 1m8 gì đó. Và đây là hình ảnh là hai tù nhân ở bị giam cầm như thế này nè, một hình ảnh khá là ghê gợn ha. Và nếu như mà càng vô sâu nữa thì cô bác quý anh chị có thể thấy là những hình ảnh nó càng ghê gợn hơn. Cô bác quý anh chị cân nhắc kỹ trước khi xem. Chuồng cọp kẽm gai đó cô bác quý anh chị, đây là một cái những cái sáng chế dã man nhất mà nước Mỹ đã dùng để hành hạ tra tấn tù binh tại nhà tù Phú Quốc. Mình thì gọi một cái tên gọi là chuồng cọp, và một cái phân khu nào đó thì cũng có 2 đến 3 cái như thế này. Các tù binh này nè cô bác quý anh chị thấy không, chỉ mặc được một cái quần cục thôi, và để ngoài trời như thế này đó. Sương gió thì ngày đêm cho mũi chích, rồi ngày xưa có cả những cái con mòng của mũi hành hạ. Ở đây thì tù binh chỉ được ăn một ít cơm với muối, hoặc là không có muối thì phải ăn lạc, mỗi ngày chỉ được 1 đến 2 ca nước để uống thôi, và phải đi tiêu đi tiểu tại chỗ ở trong này luôn.
Có một cái câu chuyện là vào những cái đêm lạnh đó thì các tù binh này sẽ được dội nước lạnh lên. Dội nước lạnh lên coi như là mình gọi là giải khát. Còn những đêm mà những khi mà trời nắng nóng á, thì các tù binh như thế này á, sẽ được dội nước muối lên. Cô bác quý anh chị thấy đây là một cái hình ảnh ba tù binh được nhốt trong một cái chuồng cọp. Không biết là anh này ảnh đang tái hiện lại một cái hình ảnh, đó là đang cái khăn xo nhỏ, cô bác quý anh chị đang dắt từng giọt nước cho cái anh tù binh này, tại vì chắc có lẽ là đang kiệt sức vì mất nước do ngoài nắng như thế này. Và kế bên đây là một cái chuồng cọp giống như là những cái chiếc container, và các tù binh này vào những cái thời tiết mà nắng nóng như bùi hồ đang đứng đây nè, thì các tù binh này phải ở trong này. Và cái cánh cửa này nè cô bác quý chị, cánh cửa này phải được khép lại, và các tù binh này phải chịu ở trong một cái cảnh là tối nè, đêm tối nè, và thậm chí là nắng nóng á, nên khi bị nhốt ở trong này đó thì sẽ mất nước và kiệt sức. Chúng ta có thể thấy hình ảnh là các tù binh chỉ được mặc một cái quần đùi thôi, và những cái vết máu vẫn còn ở trên mình nè. Đây là một trong những cái hình thức khá là gùng gợn và man rợ. Nếu như mà đóng cửa lại thì chắc có lẽ là khi mà mình vỗ một cái âm thanh thì có thể là gây những cái điếc cái lỗ tai mình nè. Và các tù binh ở như thế này luôn thì phải được giam giữ và tiêu tiểu tiện tại chỗ luôn á cô bác anh chị. Nói là một cái hình thức rất là dã man. Và ở trong này thì chúng ta có thể thấy là những cái lớp kẽm gai, và xa xa thì có quân lính đi đi tuần hết rồi, rất là man rợ ha. Ở đây thì có tất cả là 2, 4, 6, 7, 8, thì bụi hồ có thể thấy được là 8 cái nhà tù như thế này, đa số được làm bằng tôn hết á. Thì ở đây thì không có thấy là thu vé, thì bây giờ mình vô đây hay quá quý anh chị. Đây là những cái cảnh trí về lịch sử mà các tù binh bị tra tấn, như là dùng dùi cui để đánh nè. Ở đây thì chắc có lẽ là nhẹ nhàng, và dùng búa để đập. Những cái tên lính ở đây là những người mà người ta có thể là bị hành hạ cho đến chết luôn. Đa số thì bị nhốt vô đây thì đều mất mạng hết rồi. Có những người đi đến nhà tù này thì để thăm viếng trong cái tour du lịch, thì cũng có những người đi đến cái khu nhà tù này để coi là những cái cảnh mà gùng gợn đó. Thấy rất là nhiều luôn cô bác quý anh chị. Bây giờ thì để đi hết cái dải này đi ha. Bùi Hồ sẽ đi vô cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây thì giờ có là Bùi Hồ thấy được là có ba lớp nhà tôn như thế này. Đây là hình ảnh các tù binh, không biết đang ngồi đọc gì đây, trong thời chiến tranh mà. Băng bó vết thương, hút thuốc, chơi nhạc. Chắc có lẽ là một cái phòng để sinh hoạt hay sao. Sau khi mình đọc được một cái những cái chỉ dẫn, thì đây là một cái trong những cái phòng sinh hoạt cộng đồng ở trong nhà tù, thì được chơi đàn và hút thuốc. Thì khi cô bác quý anh chị thấy những cái tù binh này thì đa số đầu thì được mặc rất là nhiều máu me và được băng lại nè. Chắc có lẽ là Bùi Hồ nghĩ là ở đằng trước này đó thì các tù binh đó, thì sẽ ở cái mức độ nhẹ hơn, và giống như là những cái nơi sinh hoạt thôi. Thì bây giờ mình cũng giống như ở cái phòng giam bên kia. Vậy thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi càng sâu xuống dưới nha cô bác quý anh chị.
phòng này thì không có người. Cũng không có luôn. Trước đây thì ở Bùi Hồ có đi nhà tù Tun Sen của bộ Ngôn Bót thành lập từ một cái trường học, thì nó cũng khá là dã man. Nhà tù thì dùng để mà giam cầm những cái tù binh, và có những cái hình thức gọi là hành hạ khá là dã man. Ôi, cái hình ảnh một cái binh lính đang đập vào cái lồng ngực, dùng búa đập vào một cái lồng ngực của một tù binh. Và thậm chí ở bên đây thì có cả là nẹp dán để mà đánh vào thẳng cái lồng ngực á. Thì đa số các tù binh ở đây bị hành hạ khá là dã man. Khi mà nhà tù này thì khoảng 4.000 tù binh trong vòng 5 năm. Thì đây là một hình rất là đâm vô họng nè. Khá rùng rợn ha. Và chân thì sẽ bị kẹp như thế này. Ôi trời ơi, khủng khiếp quá. Các hình thức ở đây thì tra tấn khá là man rợ, từ thời Trung Cổ cho đến thời hiện đại, như là đóng đinh vào đầu, rồi đóng đinh vào miệng, rồi đấm ngực, và thậm chí là dùng những cái cây roi như thế này quất thẳng vào lồng ngực cho đến chết. Còn ở đây nè, một cái hình thức khá là dã man, đó là dùng những cái búa và những cái cây đinh đóng thẳng vào cái xương bánh chè. Ôi, gây đau đớn kinh khủng, và nạn nhân thì không thể nào chịu nổi. Đúng là xương bánh chè. Còn ở đây thì chắc bỏ vào một cái giạt dầu đang nấu. Đây là cái hàng rào, cái phòng trạm giam ở cuối cùng trong ba dãy tạm giam á. Thì đây là chắc là những cái tù binh này bị hành hạ nặng nề nhất, bị trói cả chân và tay, bỏ vào trong cái bao bố nấu lên. Hình ảnh một cái bao bố vẫn còn ha. Và hiện nay thì bước vào cái vùng đất này đó, trong cái trại tạm giam như thế này, thì đây là chỉ là những cái hình ảnh mô phỏng lại về cách tra tấn những tù binh ngày xưa của các tên lính thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình có cảm giác như nó vẫn còn gần gợn, vẫn còn lạnh gai ốc với cô bác của anh chị. Tại vì ngày xưa ở đây chắc có lẽ rất là nhiều người đã ngã xuống ngay tại nhà tù này. Và trước khi đi vô đây thì Bùi Hồ thấy là có những cái cảnh gọi là thắp hương nè, cho mong cho các tù binh được siêu thoát. Ôi, đi một mình cảm giác khá là rùng rợn luôn. Các tù binh này chỉ được mặc những cái quần đùi thôi, có may mắn thì được một áo phông mỏng. Và thậm chí là ở đây có một cái, ui trời ơi trời, hết hồn cô bác anh chị. Đây chắc có lẽ là mô phỏng lại hình ảnh một cái tù binh đang làm cái gì đây, không biết là đào tính dược ngục hay sao á. Chắc Bùi Hồ nghĩ lại vậy, không biết thì cô bác quý anh chị sẽ biết thì sẽ có thể bình luận cho Bùi Hồ biết ha. Vào đây thì buổi trưa thì nó cũng không khí nó ít người thì nó cũng khá là ghê gớm. Vào đây có cảm giác là lạnh chân, vì ngày xưa có nhiều người á, người ta đã nằm xuống tại cái vùng đất này. Sau này thì người ta mới, sau giải phóng thì người ta mới quy hoạch cải tạo lại cho thành một cái điểm tham quan. Nên có những cái phần âm gì đó thì mình cũng lạnh lạnh. Ôi, ghê quá. Nên khi mà xem á, thì cô bác quý anh chị có thể là cân nhắc kỹ trước khi xem. Đây là một cái hình ảnh mà lấy
cái cây đâm thẳng vào cái nách. Cái nách là cái phần nguyệt trọng yếu của cơ thể con người, thì dở lên và đâm thẳng vào. Nếu như mà la thì có thể là chế nước sôi vào hay như thế nào á. Còn đây là một hình ảnh là găm điện thẳng vào lỗ tai để chích điện. Anh có một cái tên lính kẹp hai tay hai chân và găm thẳng vào lỗ tai để chích điện. Đây là một cái hình ảnh tra tấn kiểu chích điện rất là dã man ha. Đây là một cái bóng đèn đưa vào gọi vào một con mắt, chiếu thẳng vào mắt để cho đến mù luôn. Ghê quá. Đây là một cái hình ảnh hai tên lính, một tên thì cầm chân và một tên thì đổ nước xà phòng vào trong, thẳng vào trong cái miệng. Ôi. Đây là bỏ vào một cái thùng phi và đánh trống. Khi mà anh tù binh này anh chịu không nổi á thì anh sẽ ngóc đầu lên, thì anh cái này anh lấy cái tay anh đè xuống và tiếp tục bên đây sẽ gõ. Ôi ơi, còn đây là cô bác anh chị. Treo thẳng, treo ngược lên và dùng dùi cui với lại gạt roi đánh vào những cái phần xương như thế này. Đó, đánh vào những cái phần xương như thế này hoặc là quánh thẳng vào lưng vào ngực, chỉ là tái hiện lại thôi, nhưng mà bao nhiêu đó đủ cho cô bác anh chị thấy về cái cảnh tra tấn khá là dã man. Ngay tại nhà tù Phú Quốc thì có một cái nhà tù đó gần đây, có là nhà tù Côn Đảo. Đó. Đây là cái phòng tạm giam số 16. Bên đây là chắc có lẽ là nơi nghỉ ngủ và bên đây là tra tấn. Châm lửa. Châm lửa vào cái phần bộ hạ. Có nghĩa là đốt cái phần mà phần bộ hạ ở dưới của các tù binh đó. Thôi. Suy nghĩ ra những cái hình ức tra tấn mà phải nói là không thể nào mang gợ hơn được. Người ta gọi đây là địa ngục của Trần gian là đúng rồi. Mà cô bác quý chị nãy giờ không biết là có để ý hay không, thì các tù binh mà khi được đem ra nhà tù Phú Quốc như thế này á, đa số các tù binh này á là nam thôi, không có tù binh nữ. Và thậm chí đây là một cái hình thức trói anh này lại nằm ở trên những cái thanh bằng sắt và ở dưới đốt nóng, giống như là đang thui một cái con gì vậy. Còn anh bắt anh này anh phải lộn cù mèo qua qua những cái hàng kẽm gai như thế này. Nếu như anh này không có lộn á thì sẽ bị đánh. Ôi, mỗi hình thức mỗi khác nhau, mỗi hình thức tra tấn nó khác nhau, nhưng mà nó có một cái điểm chung quy, đó là rất là man rợ và dã man. Đây, anh này anh bị nẹp hai tấm gián và anh bị búa đấm thẳng từ trên xuống, một cái vẻ mặt khá là đau đớn đây. Và hình ảnh ở trên này thì vẻ mặt của anh lính này khá là bặm trợn. Chiến tranh thì đã qua đi rồi, nỗi đau thì vẫn còn đó, nhưng mà mong thì mong muốn hòa bình. Tại vì đây là những hình ảnh mà chắc có lẽ là cô bác của anh chị rất là rùng rợn khi mà xem một cái đoạn clip này, đó là các cây đinh đó, được đóng thẳng vào banh xương bánh chè, các khớp bàn chân và thậm chí là đóng thẳng trên đầu khi nạn nhân và các phần vai cho đến nạn nhân đến chết thôi. Bao nhiêu đó để thấy sự rùng rợn trong thời kỳ chiến tranh ha. Chiến tranh qua đi rồi mà hình ảnh đau thương vẫn còn tái hiện tại đó. Và đây là trại tạm giam số 17. Trong cái trại tạm giam này thì mình có thể thấy được rằng là có một cái con đường hầm. Đây, mình có thể xuống đây.
Nhà tù Phú Quốc thì được xây dựng vào năm 1946 dưới chế độ thực dân Pháp. Sau này thì Mỹ cũng có áp dụng. Đây là một cái hình ảnh khá là hay. Đây là hình ảnh các tù binh sau khi không chịu nổi hình thức tra tấn của các binh lính ở trại tạm giam nhà tù Phú Quốc này, thì các tù binh mới tìm một cái cách, đó là khoét một cái đường hầm để chui ra ngoài kia, mong muốn là thoát thân. Tại vì khi đường nào thì ra đây, họ nghĩ rằng là mình sẽ chết. Và đây là một trong những cái cách mà các tái hiện lại các tù binh ngày xưa dùng những cái dụng cụ gì để đào xuống một cái đường hầm to như thế này để vượt ngục. Đây là hình ảnh một cái đang cầm một cái cây gì á. Ngày xưa thì Bùi Hồ có nghe nói là các tù binh này cũng đôi khi là cầm những cái muỗng ăn cơm á. Thì mỗi người mỗi một ngày đào một ít như vậy. Có một cái câu hỏi được đặt ra, đó là cái phần đất thì các tù binh này sẽ đem đi đâu? Tại vì khi mà đào thì đất số lượng nó càng nhiều. Đây nè cô bác anh chị thấy không? Một cái dụng cụ khá đào khá là thô sơ. Và đào như thế thì nãy giờ thì mình thấy có thể thấy hơn hàng trăm mét đào ngày đêm, mà đào làm sao mà không cho mọi người có thể phát hiện ra được mình. Đây là hình ảnh một cái chiếc muỗng ăn cơm á, bị gãy rồi. Thì anh này anh mới mài nhọn lại và anh mới đào. Có những cái nhân chứng hiện nay đến thời điểm này vẫn còn sống và có thể kể lại về cái cách đó cho mọi người nghe. Nhưng mà hôm nay thì Bùi Hồ cũng đi theo cái cách riêng của mình để cảm nhận cho cô bác quý chị xem về một cái nhà tù ở Phú Quốc. Đây là có một cái đường thông lên đó nữa đó. Đó. Và đây là đi lên. Có nghĩa là đây là một cái đường giống như là của bọn lính quan sát hay như thế nào đó. Thì các tù binh đào cái đường cọc bên đây như thế này nè. Theo Bùi Hồ nghĩ như vậy, thì không biết là cô bác quý anh chị có thể nói thêm cho Bùi Hồ được rõ hơn. Bước lên đây thì đây, sau khi tái hiện là một cái hình ảnh nè, đào từ ở dưới lên đây và chạy ra đến ngoài này. Đây là những cái tù binh mà sau khi được thoát ra nè. Ui dạ. Ồ, thì sau khi mà thoát ra khỏi được cái hàng rào như thế này nè, thì các tù binh sẽ đào ra tới ngoài này và chạy vô rừng và ra biển. Thì Bùi Hồ đi một cái đường dẫn ở đường hầm ở dưới á và dẫn ra tới ngoài này luôn. Cô bác quý anh chị có thể thấy rõ. Còn bên kia là một cái hàng rào nè. Bây giờ thì mình sẽ Bùi Hồ không có cách nào bằng cách là phải quay ngược lại thôi. Thì đào làm sao mà cho nó thoát được những cái hàng kẽm gai ngoài kia đó cô bác quý anh chị. Đó, đây nè. Kinh khủng thiệt. Có nhiều người nói rằng là khi đến nhà tù Phú Quốc mà muốn vượt ra khỏi nhà tù, trốn ngục khỏi trại trạm giam này là một ý tưởng điên rồ. Nhưng mà đi vì cái sự sống mà nó trở thành một điều phi thường. Rồi bây giờ bước lên đây cô bác quý anh chị, thì bao nhiêu đó để thấy rõ mô tả lại một cái cảnh tra tấn khá là dã man ngay tại nhà tù Phú Quốc như thế này. Mỗi một cái nhà tù như thế đều có một cái hàng rào ở ngoài và ba lớp hàng rào ở phía ngoài cùng, 1, 2, 3, và một cái hàng rào của cái trại này luôn. Ồ, đây là những cái hình thức tra tấn khó có thể gặp được của bác anh chị. Ở ngoài trời mưa gió đó,
tù binh bị đánh thì nằm sóng xoài trên những cái sạp như thế này. Đạp gầm giày vào bụng. Đánh dùi cui vào ở ngoài trời luôn á cô bác quý anh chị. Ở đây là còn một cái dữ nè, giống giống như một cái chuồng cọp lớn á cô bác quý anh chị có thể thấy nè. Đây là chôn sống á, kiểu là chôn chỉ còn chừa cái phần đầu thôi, và anh này anh sẽ dùng cái hình thức tra tấn gì đó đánh vào đầu hay như thế nào á, hoặc quất roi điện. Đây là những cái nhà vệ sinh trong nhà tù. Tên lính nghe hôi quá. À, gánh phân. Đây là những cái bồn vệ sinh nè. À, đi thẳng xuống đây nè. Và mấy cái tên tù, những người tù á, phải gánh phân đem đi đổ. Nhà vệ sinh ngoài trời không có màn che gì hết à. Khủng khiếp. Đấy, khi mà lúc nãy Bùi Hồ quay một cái đoạn clip mà đi ở dưới đường hầm á, là sẽ chui ra ngoài kia. Ngoài kia thì cái máy này người ta mới thành lập đây thôi. Còn cái phần sau khi vượt ra khỏi hàng gà gào thì sẽ chạy thẳng vào rừng. Vô đây. Cao khoảng 1 mét thôi. Vô đây là coi như hết gà luôn cô bác quý anh chị. Bùi Hồ cũng không dám đứng thẳng lên trên, tại vì đây là một cái phần kẽm gai ở trên, đứng lên này sẽ bị đụng đầu và chỉ có nằm thôi, dắt dơ dắt dưỡng như thế này. Ở trong này rất là nóng, vào thời tiết những ngày mưa gió hoặc lấy có những người xỉu luôn nè cô bác quý anh chị thấy không, khủng khiếp quá. Đa số các tù binh chỉ được mặc cái quần quần đùi ngắn thôi. Cũng khá là may mắn khi mà Bùi Hồ gặp được một người cô, thì cô có chia sẻ rằng là cô cũng có người thân đã bị mất ở trong nhà tù Phú Quốc này, thì như thế nào hả cô ha? Bị quánh giết đó, không biết làm giờ tôi cũng hết nhớ rồi đó, rồi, rồi biết không, rồi bị quánh điều tra quánh giết rồi không khai đó, chết chết hồi đó là cũng chôn đây luôn mà giờ không biết là lấy cốt gì chưa. À, mất ở bên Phú Quốc này luôn. Đa số là tập kết về các nghĩa trang hết à? Ừ, nghĩa trang hết. Dạ. Dạ. Lâu dữ lắm giờ tôi mới đi ra đây cái thằng này chứ hồi đó đâu có đi đâu. Cái cảm xúc của cô khi mà ra đến nhà tù Phú Quốc này mà có người thân mình bị mất ở đây thì như thế nào? Sôi động dữ lắm. Nhà bất mãn dữ lắm. Cô đi ra đây là chủ yếu là để thăm nhà tù này hay là đúng rồi, chủ để yếu đi theo tour du lịch? Không, đi thăm mẹ con bao xe đi thăm cho biết. À. Ờ, cho biết cái Phú Quốc này là cho biết nhà tù À. nó còn đi nữa. Sau khi đi thì cái cảm xúc của cô bây giờ như thế nào? Giờ nó ra nó ăn ta đi đó, nó buồn, nó đọc thuốc buồn lắm hả? Bây giờ cô á, giờ là phải thuốc anh giờ mình tham quan một vòng ở trong cái khuôn viên của nhà tù Phú Quốc, thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục dẫn cô bác quý anh chị cùng vào một cái phòng gọi là phòng trưng bày, mà nơi đó tái hiện lại những cái hiện vật, những cái vật chứng mà còn sót lại khi mà sau này đó thì lập lại hòa bình đó, thì những cái bộ hài cốt này được bóc lên và người ta thấy được hình ảnh những cái cây đinh, những cái bộ xương người còn được đóng đinh vào, đó là những cái hình ảnh gây ám ảnh nhất trong cái nhà tù này. Bây giờ mình bắt đầu đi vào hả cô bác quý anh chị. Thì hố chôn tập thể trong đó thì có 513 tù binh được khai quật. Người ta sẽ khai quật thấy những cái bộ hài cốt thì tập kết được là 513 bộ hài cốt như vậy. Ô, đây là những cái quần của các chiến sĩ. Còn một đống có một chữ T ở túi phía quần sau và một chữ B ở bên đầu gối. Đây là cái biển của tù binh. Áo được tìm thấy trong đợt quy tập hài cốt của liệt sĩ. Và đây là có cả còn những cái mộ bia.
Đây là những cái thùng, những cái dao. Đây là cái cây đinh đó, đóng vào cái xương của gót chân của một cái tù binh, và người ta để vô đây luôn. Đây là những cái hình ảnh, những cái cây đinh mà sau khi mà những cái bộ hài cốt người ta thấy đó. Ồ, bị cưa cái chân luôn ha. Đây là những cái ống kim tiêm, những cái bộ mà sau khi mà các chiến sĩ tập kết rồi, thì đây là những cái vật chứng còn sót lại, và kể cả những cái mảnh ván nè, kiểm soát hay gì á, gập bụng. Đây là các hình ảnh của các tù binh đã hy sinh. Đây là hình ảnh các tù binh đã hy sinh tại trại giam Phú Quốc. Khá là gồm gồm ha. Và sau một thời gian tham quan nhà tù Phú Quốc, một địa điểm tham quan du lịch mỗi khi mà cô bác quý anh chị có về đến Phú Quốc. Đây là một điểm tham quan khá là gồm gồm mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị trong cái chuỗi video clip của Bùi Hồ. Chiến tranh cũng đã qua đi rồi, bây giờ thì hòa bình trở lại, nhưng mà nỗi đau mất mát vẫn còn đó. Trong cái chuỗi video clip với thời lượng khá ngắn thì Bùi Hồ chia sẻ những gì mà Bùi Hồ cảm nhận được. Cô bác quý anh chị có ý kiến gì có thể bình luận ở cái phần comment ở dưới thì Bùi Hồ sẽ tiếp thu được. Xin cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một hành trình ha.